Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh PC02 cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng PA08 và Công an quận 5 triệt phá đường dây mại dâm được tổ chức trong nhà hàng Fortune 1127 đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5 do Giang Lê, 48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cầm đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã bắt giữ 7 người để điều tra về hành vi môi giới mại dâm gồm giang lê chủ nhà hàng đinh thị thanh tuyền nguyễn hữu trí nguyễn quốc anh đỗ xuân hoàng lê thị diễm và trần thị thùy liễu theo phòng PC02, qua công tác nắm tình hình thì công an phát hiện nhà hàng Fortune đã tổ chức môi giới mại dâm. Mỗi ngày thì cơ sở này tiếp nhận hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm với tiếp viên của nhà hàng, chủ yếu phục vụ khách nước ngoài và đa số là người gốc hoa đến từ Trung Quốc và Malaysia. Tại đây có khoảng 200 tiếp viên nữ phục vụ. Đường dây mại dâm này hoạt động với thủ đoạn tinh vi dưới vỏ bọc là nhà hàng kinh doanh ăn uống, karaoke không có giấy phép. Giá mua bán dâm dao động từ 5 triệu đồng trên một lần và 12 triệu đồng trên một đêm. Ngày 17 tháng 12, phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng PA08 và công an quận 5 đã kiểm tra nhà hàng này và phát hiện nhiều tiếp viên nữ ra ngoài để bán dâm cho các khách tại các khách sạn. Tiếp tục kiểm tra các khách sạn Phụng Hoàng, Valentine, lực lượng chức năng phát hiện 5 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Tiếp tục khám xét tại nhà riêng của các đối tượng, thì phòng cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Giang Lây đã cất giữ một lượng lớn tiền mặt trị giá 21 tỷ 509 triệu đồng. Đây được xem là số tiền thu được từ hoạt động môi giới mại dâm qua việc kinh doanh biến tướng nhà hàng karaoke. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 12, ba người trong một gia đình vừa thiệt mạng do ngạt khí trên một tàu chở răm gỗ. Phương tiện này neo đậu tại phao số 9 thuộc đầu tuyến sông Cái, tắt qua địa phận xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh để sửa chữa bơm nước. Diễn biến sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày 30 tháng 12. Tàu chở răm gỗ mang số hiệu ND2388 do anh Ninh Quang Cách, sinh năm 1985, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trường Ninh, tỉnh Nam Định, làm chủ tàu di chuyển theo hướng từ Thái Nguyên về thành phố Hạ Long, có neo đậu tại phao số 9 thuộc đầu tuyến sông Cái Tắt, đoạn qua địa phận xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên. Thời điểm này, chủ tàu là anh Ninh Quang Cách cùng thuyền viên là chị Trần Thị Mến sinh năm 1985 và anh Ninh Mạnh Hùng sinh năm 2006 xuống khoang máy tàu để sửa chữa thì bị ngạt khí. Sau khi phát hiện sự việc, thuyền viên Trần Mạnh Quyết sinh năm 1993 cùng chú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định xuống ứng cứu nhưng đã quay trở lại và gọi người giúp đỡ do thấy khó thở khi bước xuống bậc thang hầm máy ngay khi nhận được thông tin chính quyền thị xã quảng yên đã huy động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cảnh sát đường thủy phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường sử dụng mặt nạ chống độc đưa ba nạn nhân ra khỏi hàng tàu tuy nhiên ba nạn nhân đã tử vong lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã chỉ đạo ủy ban nhân dân thị xã quảng yên quảng ninh phối hợp với các cơ quan chức năng hỗ trợ thân nhân gia đình các nạn nhân và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân là 18 triệu đồng và tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa để cùng chia sẻ mất mát với gia đình. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 12 trên cao tốc nội bài Lào Cai, đoạn qua huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô đi cùng chiều, khiến cao tốc này bị ủn tắc kéo dài. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày 30 tháng 12 trên cao tốc nội bài Lào Cai, đoạn vừa qua trạm thu phí tại km số 6 khoảng vài trăm mét thuộc địa phận xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô con lưu thông cùng chiều. Bốn ô tô này đâm vào đuôi nhau liên tiếp khiến cả 4 xe bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi xe. May mắn là không ai bị thương. Tuy nhiên, cao tốc nội bài Lào Cai hướng từ Hà Nội đi Yên Bái, Lào Cai đã bị ùn tắc kéo dài. Ngay sau khi nhận được thông tin thì lực lượng cảnh sát giao thông và nhân viên VEC đã có mặt phối hợp phân luồng giao thông, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra nhận định xu thế thời tiết trong tháng 1 năm 2024. Đáng chú ý theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, ở khu vực Trung Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Cụ thể xu thế thời tiết từ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 1 năm 2024, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 tới 2 độ C. Cũng trong tháng đầu tiên của năm 2024, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nhưng không kéo dài nhiều ngày. Ngoài ra, không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Sương muối, băng giá có thể xuất hiện tại một số nơi ở vùng núi phía Bắc ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Tại Trung Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa rông, cục bộ có mưa vừa mưa to kèm khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét ảnh hưởng đến sản xuất và hoạt động dân sinh. quý vị và các bạn, chiều 30 tháng 12, trên trang fanpage Chùa Ba Vàng có đăng tải báo cáo của Chùa Ba Vàng về việc cung dước xá lợi tóc của Đức Phật trong khuôn khổ đại lễ kính mừng 756 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông Đản Sinh. Trước đó, Chùa Ba Vàng đã nhận được văn bản số 895 ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc giải trình việc trưng bày xá lợi tóc Đức Phật tại chùa. Chùa Ba Vàng giải trình như sau, Tháng 12 năm 2023, nhân chuyến tham quan của các thánh tích Phật giáo tại đất nước Myanmar, đoàn chư tăng Phật tử chùa Ba Vàng đã đến chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật Tôn Trí tại tu viện Parami và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami thuộc thị trấn Nam Okalapa, Yangon của Myanmar. Theo truyền thừa của tu viện Parami thì đây là một trong 8 sợi tóc của Đức Phật để lại cho hai người Phật tử tại gia đầu tiên sau khi ngài đắc đạo được truyền lại qua nhiều đời tăng sĩ và hiện đang tôn trí tại Tu viện Parami và Bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Param. Nơi đây còn lưu giữ nhiều hình ảnh tăng ni Phật tử Việt Nam cũng như trên thế giới đến chiêm bái xá lợi tóc của Đức Phật. Báo cáo cho Ba Vàng nêu rõ lễ kỷ niệm ngày sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông là hoạt động tôn giáo hàng năm tại Chùa Ba Vàng, đã được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Uông Bí thông báo với Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí vào ngày 29 tháng 11 năm 2021. Báo cáo của Chùa Ba Vàng nhấn mạnh trong và sau thời gian diễn ra sự kiện nói trên, có những thông tin trái chiều cho rằng xá lợi tóc của Đức Phật do Chư Tăng mà cung dước đến Chùa Ba Vàng là xá lợi giả, được làm từ cỏ Pili, giao bán công khai trên mạng xã hội, hoặc Chùa Ba Vàng mua cỏ Pili làm xá lợi giả để lừa đảo nhân dân, Phật tử. Thưa quý vị và các bạn, đêm và dạng sáng 30 tháng 12, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bất ngờ kiểm tra hoạt động các quán bar trong phố cổ. Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ được hai bình khí cười chưa sử dụng, cất giấu trong kho của quán bar, địa chỉ số 31 và 33 Mã Mây. Tại thời điểm kiểm tra, quán bar đang đông khách và tổ công tác đã yêu cầu quản lý quán tắt nhạc, đồng thời thông báo cho khách về để hoạt động kiểm tra hành chính tại chỗ của tổ công tác được tiến hành. Được biết trước đó một ngày, tức là vào ngày 29 tháng 12, cũng tại quán bar này, công an quận Hoàn Kiếm cũng thu giữ một bình khí cười. Tổ công tác ngay sau đó đã lập biên bản và yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt việc kinh doanh quán bóng cười, đồng thời giao công an phường Hàng Buồm giám sát việc thực hiện cam kết của quán nói không với ma túy, bóng cười và si sa. Theo Công an quận Hoàn Kiếm, tính từ cao điểm ra quân chấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, từ 15 tháng 12 đến nay, đơn vị đã thu giữ gần 40 bình khí cười tại các quán bar, cà phê, ca nhạc trên địa bàn. Thưa quý vị, trước thời điểm bước sang năm 2024, thì Sở An toàn Thực phẩm đầu tiên tại Việt Nam đã được thành lập. Cụ thể là Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập đã hoạt động được 7 năm qua. Qua một thời gian thí điểm, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm đã thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và đầu mối chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 6 năm qua. Hiện thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên của cả nước có một đơn vị hành chính cấp sở phụ trách công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Khánh Phong Lan cam kết tiếp tục tập trung cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm để người dân thành phố được sử dụng thực phẩm một cách an toàn và an tâm. Sở cũng sẽ đẩy mạnh công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao và sản xuất và phân phối thực phẩm.